Chào các bạn. Ở video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chọn đàn acoustic hay là đàn classic và chọn cái đàn nào và chi tiết từng cây. Thì đàn acoustic hay là đàn classic các bạn đều có thể chơi được. Về mới tập thì các bạn đều có thể chơi được hết. Về classic thì các bạn phải mua nó hầu như là cái dáng ở dáng ô này thôi, ô màu này thôi. Còn acoustic thì nó rất là nhiều kiểu dáng rất đẹp. Còn classic nó chỉ đúng một kiểu dáng này hoặc là dáng ô khuyết thôi. Đấy. Thì classic thì các bạn phải chọn những dòng tầm 800.000 trở lên thì là âm thanh của nó nghe với là ổn. Đấy. Còn thực ra những cái đàn mà rẻ quá thì các bạn nghe âm thanh rất là chán. Đấy. Vì ảnh hưởng đến cảm âm trong thời gian các bạn chơi thì các bạn nhanh chán lắm. Đấy. Về tiếng của hai cái này thì tùy vào sở thích của mỗi người. Đấy. Các bạn có thể lên YouTube và gói những cái bài về acoustic và classic để nghe xem các bạn thích cái dòng nào. Rồi mình ở video này thì mình hướng dẫn các bạn chọn đàn acoustic như thế nào, dây sắt như thế nào cho hợp lý. Trên tay mình cầm đây là một cây acoustic dáng A khuyết. Nó cũng không gọi là quá to, A khuyết là dáng bé. Về cách tròn của một cây đàn acoustic nói chung thì nó đều phải có ti chỉnh cong cần. Đầu tiên quan trọng đó là cái ti ở trong cái cần đàn này, một cái lỗ xoáy đây. Đấy. Thì khi cần bị cong thì các bạn sẽ dùng cái này. Đấy. Các bạn xoáy thế nào để cái cần nó thẳng ra. Đấy. Để cách kiểm tra cần thẳng thì các bạn hãy đè ở dây ngăn 1 và ngăn 12. Ngăn 1 và ngăn 12 các bạn nhé. Các bạn đè ngăn 1 và ngăn 12 ở dây 6. Nếu như tất cả phím đàn chạm một dây nghĩa là ok, hoặc là phím đàn cách dây tầm khoảng một tí thì ti thôi thì là ok nhá. Các bạn mà để nó cao quá tầm một ly là không ổn rồi nhá. Thứ nhất là phải có ti chỉnh cong đấy, ti chỉnh cong cần đấy. Thứ hai tức là các bạn chọn cái đàn phải có chốt này nhá, chốt dây nhá. Chốt dây không thì nó dễ bị bong cái phần cầu ngửa này. Và cái giá làm cái phần cùng ngừa này là dao đồng ở thị trường là tầm 200.000. Các bạn đi sửa thì phải mất tầm 200.000 dán cái cùng ngừa này. Mà dán xong cũng chưa chắc những chỗ người ta làm không uy tín thì nó cũng rất là dễ bị bong. Đấy. Cái thứ ba nữa là các bạn chọn một cái đàn acoustic không quá to, kích cỡ phải phù hợp với góc dáng của con người. Yeah. Như là cái dáng A này thì rất là phổ thông, ai cũng có thể dùng được. Đấy. Cái thứ tư thì là các bạn chọn một cái đàn không nứt vỡ, yeah, các bạn nhé, không nứt vỡ. Các bạn nhìn thấy nguyên chi không? Tại vì nó nứt vỡ thì trong cái khoảng thời gian mình dùng ấy thì nó bị thoát âm và cũng như là nó không tốt cho cái phần sau, nó bị thoát âm đánh tiếng không hay lắm. Đấy, đàn rẻ thì nó thế. Cái thứ năm là cái quan trọng nhất. Đây là cái phím. Phím chính là cái phím sắt này. Phím sắt trên cần đàn đây. 1 này, 2 3 4 đây, đây chính là cái phím sắt. Đấy. Thì các bạn phải biết test phím. Đấy, nó không rè. Đấy, các bạn test hết tất cả các phím không rè. Các bạn mới tập thì chắc cũng mới chỉ tập đến ngăn 12 thôi. Đấy, mình cứ test đến khoảng ngăn 12 là ok rồi. Nếu như ngăn 12 không đè là ok. Ngăn 12 là nó sẽ có hai cái dấu chấm này, thấy chưa? Còn các ngăn lẻ thì nó có 1 này, 3 5 7 9 này, 12 đấy, các ngăn lẻ đấy. Đấy là các bạn là chọn những cái đàn không bị lỗi phím. Không bị rè phím nhá, quan trọng nhất là. Tại vì khi mình chọn một cái đàn rè phím thì mình đánh hai kiểu. Đấy, hai kiểu như này. Mình lấy một cây đang bị rè phím đây. Đây. Đấy, các bạn đánh. Đấy. Đấy, nó rè phím rất là khó chịu, nghe tiếng phèo phèo rất là khó chịu. Đấy, các bạn không có kinh nghiệm thì các bạn phải nhờ người ta bán đàn. Người ta phải test cho các bạn,
test từng phím một, không bị rè phím nhá. Nếu như bị rè phím, nếu như không may các bạn mua về bị rè phím, mua không may bị rè phím thì mình sẽ dùng cái này. Đây là cái mài rùa, người ta gọi là cái rùa sắt đấy. Thì mình tháo hết dây ra, xong rồi mình ví dụ đây là ngăn 3. Ngăn 3, bấm vào ngăn 3, nếu như đánh bị rè thì chắc chắn ngăn 4 là cao hơn ngăn 3. Phím sắt 4 cao hơn ngăn 3 thì mình bắt đầu mình mài đi một tí ở phím 4 để nó thấp xuống, thấp một tí thì đi thôi. Xong mình đánh lên từng tí một bằng cái phím sắt này. Nếu như không may các bạn đàn của các bạn bị rè thì cái này các bạn phải inbox hoặc là bị lỗi gì các bạn thì inbox cho mình. Mình sẽ hướng dẫn các bạn chỉnh sửa từng tí một. Cái nữa là đòn đàn thì action hồi nãy mình có bảo là action không cao, không cao quá. Thường thường những cái đàn rẻ có một số dòng thì người ta đấy người ta sẽ đóng luôn cả phím sắt ở ngay đầu tiên của cái ngựa này thì nó sẽ căn chỉnh cho mình là chuẩn luôn về action, không phải mài nữa. Đấy. Nó đây có một cái phím sắt ở đây. Đây là những cái đàn rẻ nó có luôn. Còn không thì nó sẽ không có cái gì cả. Đấy chưa? Để cho về mình thử mình chỉnh cao thấp tùy mình. Ví dụ như mình muốn cao lên thì mình nâng cái này lên, còn mình muốn thấp xuống thì mình một là mình hạ cả cái ngựa này xuống, hai là mình dùng cưa. Đấy. Nếu cao quá thì các bạn mài đi, cho vào lỗ, bắt dây ra thế này. Các bạn cưa đi một tí thì cứ cưa một tí thì tí một các bạn chỉnh lại xem là nó có bị cao nữa không. Cái thứ ba là cái bị cao ở dưới này thì mình có thể hạ hết dây và mình tút cái này lên, tút cái ngựa trắng này lên, sau đấy mình mài cái ngựa trắng này đi đấy. Thì nó sẽ thấp ở đây xuống. Cái này thì mình các bạn phải chỉnh từng tí một đấy, rất là khó, cũng không là phải là dễ đâu. Nói thì dễ nhưng mà chỉnh rất là lâu. Nhưng mình thì mình làm quen thì mình làm nhanh. Đấy. Mình có những cái đàn giá rẻ thì thường thường thì những cây giá rẻ như các bạn bảo là gỗ gì thì thường thường những cây đàn giá rẻ thì là chủ yếu là gỗ ép. Và gỗ ép nhưng mà tùy loại. Có loại gỗ ép không tốt, cũng có loại gỗ ép tốt. Gỗ ép tốt thì cho chất lượng âm thanh cũng như là độ bền cao. Các bạn có thể dùng được vài năm vẫn đánh tiếng rất là ok. Như trên tay mình đây sẽ là một cây gỗ ép. Đấy. Các bạn có thể với cái một gỗ ép nhưng người ta gia công rất là đẹp. Đấy, gỗ ép rất là đẹp. Âm thanh của nó rất là hay. Rất là vang. Yeah. Về chất lượng âm thanh thì nó sẽ thủ thuộc chủ yếu vào cái bản thân của các bạn sử dụng đàn. Nếu như các bạn bảo quản tốt thì nó sẽ luôn mái như thế này. Còn như nếu như các bạn để ở các môi trường ẩm thấp và tiếp xúc với nước thì gỗ ép nó rất dễ bị bong. Đấy. Đấy, bản thân mình dùng thì mình biết. Đấy. Về mua đàn thì các bạn nên là mua bao da. Đấy. Các bạn nên mua bao da. Đây mình nói qua về cái bao da. Đây là cái bao một lớp mà các bạn mua đàn luôn được tặng. Cái túi này thực ra thì giúp các bạn tránh bụi bẩn thôi, đeo chứ còn không bảo vệ được cái đàn của các bạn được. Khi mình mà cho đàn vào đây, mình lỡ tay mình đặt mảnh xuống như này thì cái này nó rất là vì dễ vỡ ở phần đít của thùng đàn đấy. Còn với cái túi dày này thì các bạn thường đặt rất là êm. Đêm đặt nhẹ, lỡ mà đánh đặt mảnh tay thì cũng không sao cả. Và hơn nữa là nó còn giúp mình bảo quản ở cái môi trường, nhiệt độ. Đấy, túi da. Thường thường thì các shop đàn sẽ bán hỗ trợ các bạn là mua cái túi da này lại với giá là 100.000 đồng. Thì mình thấy là rất là ok. Các bạn nên cố một tí, nếu như mua đàn muốn bảo quản tốt thì nên cố một tí để mua cái túi da này. Nó vừa chống ẩm tốt, chống được nhiệt độ môi trường mà lại chống được cả nước mưa. Đấy, các bạn không may đi mưa thì nó cũng đỡ được phần nào. Về đàn ép thì cái đàn giá rẻ thì nó có rất là nhiều loại. Như trên tay mình đây thì là một cái đàn ép.
đây cũng là một cây đàn ép đấy. Ở nhiều người gọi là gỗ Hamogany hay là gỗ ép thì nó cũng kiểu ná ná nhau thôi. Đây đây thì là thực ra thì là gỗ ép thôi. Đây, gỗ ép nhưng mà sơn. Đây là sơn khác thôi, nó chỉ khác sơn khác màu thôi các bạn nhá. Nhưng mà cây này là cây đàn màu màu xanh nha, xanh ngọc. Thì nó cũng là gỗ ép xong người ta sơn màu lên thôi. Để các bạn gái hay thích màu nào thì người ta sơn thôi. Đấy, đây là đây cũng là hai dòng này như nhau các bạn nhá, như nhau. Đấy. Đây cây đen này cũng thế, các bạn hay thích màu đen thì người ta sơn màu đen thôi. Đấy, đây cũng là sơn màu đen thôi. Hoặc là cây đàn hồng cũng như là cây đàn vàng. Đấy, rất là nhiều màu. Thực ra cây đàn màu này rất là tốt. Đàn màu ở Trung Quốc thì nó mình không dám chắc về chất lượng, nhưng mà đàn màu của Việt Nam thì cũng là khá là ok. Đây mình đánh thử cho các bạn nghe tiếng này. Test các cây đàn thì mình có làm series các video test tất cả các dòng màu thì các bạn có thể xem các video ở trong link video test đàn các mẫu guitar cho người mới tập chơi. Dòng đen này thì rất là nhiều các bạn chọn lựa đấy. Đấy, âm thanh rất là hay. Bạn chơi thoải mái, thỏa thích. Về lời khuyên chân thành thì các bạn khi mua cây đàn thì các bạn nên thay cái bộ dây này đi. Yeah. Thì thường thường thì bọn mình nhập về thì dây như xưởng người ta lắp sẵn rồi. Và cái bộ dây này là dây rẻ tiền, cho nên là ấn rất là căng. Đấy, một đồi dán của nó không có. Những cái đàn dây đàn tốt thì đồi dán của nó rất là dán lời, như một cái dây run. Nó cứ co đi co lại, nhưng mình thấy cái bộ dây này thì thực ra thì chơi được thôi, chứ còn hay thì còn thủ thuộc với bộ dây này. Đấy. Cái bộ dây này đánh nó hơi đau, hơi căng đau, các bạn nên thay. Đấy, lời khuyên chân thành của mình là thật như thế. Đấy, đấy là mình giới thiệu qua các dòng đàn. Đây cũng là một cây đàn ép nữa. Đây cũng là một cây đàn ép. Thì các cây đàn ép này thì âm thanh của nó rất là đàn Việt Nam, nhưng mà rất là tốt, vang. Âm thanh của đặc điểm của nó là rất là vang. Tất nhiên là không phải cây đàn nào cũng hay cả. 10 cây đàn ép thì ít nhất cũng khoảng vài cây thì âm thanh của nó thực sự là mình thấy không hay lắm, với lại chất lượng làm không được tốt. Thì mình thường thường bán thanh lý với 500 hoặc 700 để mình thu vốn thôi. Các bạn hay mua những cái cây đấy thì cái đàn mình thanh lý thì nó thường thường nó bị lỗi, hoặc là cái âm thanh của nó thực ra nó hơi tẻ một tí thì mình bán lại thôi. Các bạn nào mà thực sự đam mê sở thích thì vẫn có thể dùng được, nhưng mà về lâu về dài thì không tốt lắm, tại vì một là action cao quá, hai là cần cong, ba là bị nứt vỡ hoặc là âm thanh nó tẻ quá, thì người ta sẽ thường thường bán thanh lý để thu hồi vốn thôi. Còn các bạn tay khỏe thì các bạn vẫn chơi bình thường đấy, hoặc là các bạn biết chỉnh sửa lại thì các bạn về các bạn sửa lại những cái lối mà nhà sản xuất nó bị thì các bạn có thể sửa được. Cái bản thân mình thì những cái đàn rẻ này thì thường thường bị lỗi thì mình sẽ bán thanh lý luôn, tại vì nó rất là mất thời gian chỉnh sửa rất là lâu. Về những cây đàn màu này, những cái đàn màu ép này thì nó cũng chất liệu là gỗ thôi, tất cả là gỗ thôi, nhưng mà sơn là sơn màu gỗ ép thôi. Đấy. Cây này thì giá thị trường thì người ta có nhiều chú bán giá một mức giá khác nhau, tại vì tùy vào đồ âm thanh và cái cơ sở vật chất người ta đầu tư ra. Thì nó dao động từ 1.2 trở xuống. 1.2 trở xuống các bạn. Giá nó dao động từ 900 đến 1.2 nhá. Thì bên mình thì bán với giá là 950.000đ. Đấy. Tặng kèm bao mỏng. Và nếu như các bạn muốn đổi qua bao da thì phải bù thêm 100. Cũng như là hỗ trợ các bạn ship, tiền ship toàn quốc.
đấy. Thì cái một cái đàn như này thì nó bản thân mình thấy là tập là rất là ok, âm thanh rất là hay. Các bạn chơi vài năm thì các bạn bạn học hết quãng thời gian sinh viên hoặc là học sinh thì các bạn đi làm, các bạn khi đấy các bạn đã chơi hay rồi thì thực sự là các bạn có tiền rồi thì lúc đấy các bạn có thể lên đời những cây đắt tiền hơn. Về như đây thì là một cây gỗ thịt, đây mình giới thiệu cho các bạn một cây gỗ thịt. Đây, đây là một cây, đây gỗ thịt, nó thực ra gỗ thịt với là gỗ ép thì nó rất là na ná nhau, các bạn rất là khó phân biệt. Đây. Thứ nhất là gỗ thịt thì người ta thường thường lắp khóa đúc, đấy, khóa đúc đằng sau. Đấy. Còn khóa này khóa xi người ta hay lắp những cây đàn rẻ. Đây. Thế là gỗ thịt thì nó sẽ có vân, các bạn nhìn vân, đấy, nó có vân. Đặc điểm của con gỗ thịt này thì là âm thanh của nó sẽ được bền hơn và hay hơn. Đấy, âm thanh của nó là hay hơn. Thứ hai nữa là người ta sẽ gia công kỹ hơn, về bên ngoài thì người ta sẽ gia công tỉ mỉ hơn, cũng như là action nó sẽ thấp hơn một tí, action sẽ thấp hơn, đấy, âm thanh hay hơn và độ bền của cây này thì nó rơi vòng vài năm, các bạn chơi nó càng ấm, tiếng gỗ thịt nó càng ấm, đấy. Tất nhiên là tùy vào các cách các bạn bảo quản nữa. Về cây gỗ thịt này thì nó giá dao động từ 1.4 triệu đến 1.7 triệu tùy nơi. Và bên mình thì là bên thầy thì bán với giá là 1.4 triệu. Đấy, cây này thì bên thầy bán với giá 1.4 triệu nhá. 1.4 triệu cây này. Tiếp theo sẽ là một cây đàn gỗ thịt đắt hơn nữa. Thế là cây đàn thuần guitar. Đấy. Gỗ này là gỗ từ gỗ thường, gỗ này là gỗ đẹp, kiểu là ná gỗ đẹp thôi. Còn cây khoảng 1.4 triệu thì với đến 2 triệu thì nó chủ yếu gỗ hùng đào. Đấy, gỗ hùng đào, gỗ hùng đào cho làm đàn thì âm thanh cho chất lượng rất là tốt. Đây là một cây cây đàn thuần guitar, thì cây này là 3.2 triệu. Đấy thì là action của nó cực kỳ thấp, có bạn đánh finger hoặc là âm thanh thì nó rất là ok. Đấy. Trên chặt cao rất là dễ. Về gia công của cây này thì nó rất là sắc sảo. Đàn Việt Nam chủ yếu gia công bằng thủ công, nhưng mà để gia công sắc sảo như máy thế này thì người ta cũng tốn rất là kỳ công. Thứ hai nữa là cần liềm không nối, cần nguyên khối, cần nguyên khối, cần nguyên khối luôn. Cái đàn tầm 3 triệu cần nguyên khối. Action rất là thấp, logo thuần guitar đấy. Đàn thuần thì các bạn có thể xem các video review đàn ở trong series video review đàn. Đấy là tổng hợp tất cả các cách chọn đàn của mình chia sẻ cho các bạn. Mong các bạn sớm chọn được một cái đàn ưng ý để thực hiện đam mê cũng như là vui ca hát, làm cho cuộc sống của mình vui vẻ hơn. Đấy, một lần nữa thì chúc các bạn luôn được vui vẻ và sớm đánh được đàn cũng như là chọn được một cây đàn ưng ý nhất. Cảm ơn các bạn.